Phật dạy: Này thiện hiện, vì năm lại mắt chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì năm lại mắt chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sáu phép thần thông chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì năm lại mắt rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì sáu phép thần thông rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì mười lực Phật chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì mười lực Phật chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì mười lực Phật rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì pháp không quên mất chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả, chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì pháp không quên mất chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tánh luôn luôn xả, chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì tánh luôn luôn xả rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì trí nhất thiết chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tăng Ma Địa chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì quả dự lưu chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì quả dự lưu chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì quả dự lưu rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì quả vị độc giác chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị độc giác chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì quả vị độc giác rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này Thiện Hiện, vì quả vị giác ngộ các đột của chư Phật chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Lại nữa, này Thiện Hiện, vì hư không chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì hư không rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này thọ trì đọc tụng như lý tư duy vì người diễn nói, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy sáu căn không bệnh, tứ chi đầy đủ, thân không suy yếu, cũng không chết yểu, thường được vô lượng trăm nghìn thiên thần cung kính vây quanh đi theo hộ niệm. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vào mỗi tháng nhằm ngày mùng 8, ngày 14, ngày rằm đọc tụng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Khi ấy chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quảng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh. Các chúng trời ấy đều tụ tập đến chỗ Pháp Sư này để nghe và thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do đọc tụng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ở trong đại hội vô lượng ấy mà được công đức thù thắng vô lượng vô số vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể suy lường. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này thọ trì đọc tụng như lý tư duy vì người diễn nói, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy sáu căn không bệnh, tứ chi đầy đủ, thân không suy yếu, cũng không chết yểu, thường được vô lượng trăm nghìn thiên thần cung kính vây quanh theo sau hộ niệm. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy mỗi tháng vào ngày mùng 8, ngày 14, ngày rằm đọc tụng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Khi ấy chúng trời tứ đại vương cho đến trời Sắc Cứu Cánh đều tập trung đến chỗ Pháp Sư này để nghe và thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do đọc tụng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ở trong đại hội vô lượng ấy mà được công đức thù thắng vô lượng vô số vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể suy lường. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này là kho báu lớn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này là kho báu lớn nên có khả năng cứu thoát vô lượng vô biên hữu tình khỏi sự bần cùng đại khổ của địa ngục bàng sanh quỷ giới. Loài người và chư thiên có khả năng ban cho vô lượng vô biên hữu tình sự phú quý an lạc của dòng họ lớn Sát Đế Lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn Trưởng Giả, dòng họ lớn Cư Sĩ, có khả năng ban cho vô lượng vô biên hữu tình sự phú quý an lạc của chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Có khả năng ban cho vô lượng vô biên hữu tình sự phú quý khoái lạc của trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời
Phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời tiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời tiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, có khả năng ban cho vô lượng vô biên hữu tình sự phú quý an lạc của trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, có khả năng ban cho vô lượng vô biên hữu tình sự phú quý an lạc của quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, có khả năng ban cho vô lượng vô biên hữu tình sự phú quý an lạc của quả vị giác ngộ ca tột. Vì sao? Vì trong kho báu lớn bát nhã ba la mật đa ấy rộng nói khai thị 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, rộng nói khai thị 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 3 pháp môn giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, 4 thánh đế, ngôi báu, Phật Pháp Tăng. Rộng nói khai thị bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã xảo nguyện lực trí ba la mật đa 10 địa bồ tát tất cả hạnh đại bồ tát pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Rộng nói khai thị năm loại mắt, sáu phép thần thông, 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Đối với vô lượng pháp lớn quý báu như thế, vô số hữu tình theo đó tu học, thì sẽ sanh vào dòng họ lớn Sát Đế Lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn Trưởng Giả, dòng họ lớn Cư Sĩ. Vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ sanh vào trời Tứ Đại Vương, cho đến trời Tha Hóa Tự Tại. Vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ sanh vào cõi trời Phạm Chúng cho đến trời Sắc Cứu Cánh. Vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ sanh vào cõi trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ đắc quả vị độc giác. Vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ chứng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, vì nhân duyên này nên bát nhã ba la mật đa ấy được gọi là kho báu lớn. Này thiện hiện, trong kho báu lớn bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng nói một mảy may pháp có sanh có diệt, có nhiễm có tịnh, có thủ có xả. Vì sao? Vì không có một mảy may pháp có thể sanh có thể diệt, có thể nhiễm có thể tịnh, có thể thủ có thể xả. Này thiện hiện, trong kho báu lớn bát nhã ba la mật đa như thế, nói